Chùa Keo, tọa lạc tại xã duy nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, có một lịch sử hàng ngàn năm và là nơi tu tập và thờ tự của Lý Quốc Sư Dương Không Lộ. Với kiến trúc độc đáo và một loạt câu chuyện linh thiêng, Chùa Keo được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, trở thành biểu tượng văn hóa của tỉnh Thái Bình và là điểm đến du lịch tâm linh của khách thập phương cả nước. Chùa Keo Thái Bình được đánh giá là công trình có quy mô lớn nhất trong các chùa của Việt Nam, với nhiều giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Tiêu biểu nhất là tòa gác chuông chùa Keo, cao 11m, 3 tầng mái, kết cấu bằng các con sơn chồng lên nhau. Bộ khung gác chuông làm bằng gỗ, liên kết với nhau bằng mộc, nâng 12 mái ngói và 12 đao loan. Tầng 1 treo một khánh đá cao 1,2m, tầng 2 có quả chuông đồng lớn đúc năm 1686, cao 1,3m và đường kính 1m. Hai quả chuông nhỏ khác treo ở tầng 3 và tầng thượng, cao 0,62m và đường kính 0,69m, đều được đúc vào năm 1796. Trong chùa, có sự lưu giữ của những đồ thờ cúng, tương truyền là của thiền sư Không Lộ như bộ tràng hạt bằng ngà, một bình vôi lớn và ba vỏ ốc được sử dụng để làm chén uống nước trong những năm tháng khi thiền sư tu tập. Đặc biệt, tượng thiền sư Không Lộ ngàn năm tuổi được tạc bằng gỗ trầm hương và được bảo quản nghiêm ngặt trong một cung cấm. Bên cạnh gác chuông, còn có một tảng đá mài và một giếng nước, thành giếng được xếp bằng 36 khối đá thủng, từng được sử dụng để giã gạo để nuôi thợ xây dựng chùa trong quá khứ. Vào tháng 4 năm 1962, Chùa Keo được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Sau đó, vào tháng 9 năm 2012, Bộ Văn hóa cấp bằng công nhận Chùa Keo là di tích quốc gia đặc biệt. Vào tháng 10 năm 2017, chùa nhận được bằng ghi danh lễ hội, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.